Hello, Trại Bò Thanh Tính xin chào anh em. Một lô bò mới về. Bò về đây anh em ơi. Khá là nhiều ha, bò lở có. Bò lứa lứa độ có, bò nghé mà mới tách mẹ mà độ có luôn. Đây. Vô. Đây là cái cặp đầu con đầu tiên nè. Con này con cơm trắng anh em. Cơm trắng ha. Lưng đôi nha anh em. Bò mới vô dây thì nó hơi nhát anh em. Bò này là chiều cao là một thước 1m07 anh em, là 7 là 8. Cặp này nè, chân thẳng là ok nha anh em. Bò này là 6 tháng 6 tháng rưỡi nha anh em. 6 tháng rưỡi anh em. Rồi, con này luôn. Con này nó cũng chung một hệ luôn. Con này là con ba bê kem này anh em. Ba bê kem này nó cũng 6 tháng rưỡi nha. Lưng nó lưng đôi anh em. Bây giờ nó lủi mặt nó vô nó ăn rơm. Đó, mặt cục ha. Chân cẳng thì ok rồi. Nói chung là chân cẳng. Chân nó hơi bị to luôn anh em. Nói chung là cạnh đuôi trên bờ lưng. Cặp này rất là đẹp anh em. Cặp này có giá là 45 triệu này anh em. 45 triệu. Đó, cổ thẳng ràng anh em. Cổ thẳng ràng anh em ơi. Cái con quỷ đầu ngoài này nó mới về nó nhé. Xe đi giao bò mới về. Cạn ngang bút cạn thấy ghét. Đây. Cặp này đích đẹp lắm anh em. 45 triệu nha anh em, giá tại chuồng ha. 45 triệu. Lưng dai đích cho tuyệt vời. Chiều cao là 1m08 nha anh em. Một con 1m07, một con 1m08. Con ngoài 1m07, con trong 1m08. Đo rồi. F2 anh em. Chân cẳng rất là ok. Anh em muốn xem kỹ nữa mai đến chạy xem hết anh em. Đích nè. Chân nè. Rất là đẹp nha. Nói chung là bò là lưng đôi cổ thẳng không á. Vậy là em nói vậy là anh em biết rồi đó. Bò là chín nút bò đó. Rồi, tới tiếp cặp số 2, cặp này thì nó giữ tiền hơn nha anh em. Chiều cao nó cũng là cặp này thì nó chiều cao nó cũng 1m08 anh em ơi. 1m08. Nhưng mà bò này cặp này nó giữ tiền hơn nha anh em. Con này bao bì kem nha anh em, đít nó có hết biết rồi. Cũng 6 tháng rưỡi nha anh em. Cái lưng nó nở hơn. Cái lưng nó nở hơn cặp bên kia. Cổ thẳng hơn. Nói chung là cổ rồi, ý hịch. Nhưng mà có nghĩa là cái lưng nó nở hơn á, cái hình nó đặc hơn. Mặt nè, sừng nè, đó, mặt cục. Đó, cổ thẳng rang có một chút xíu à. Dạ, mới về, không dám làm quá. Cổ thẳng rang có chút xíu nè anh em. Đó. Anh em bò này là 6 tháng rưỡi nha anh em. Trại em thì chuyên bán bò đẹp bò độ không à. Bò thường thường không bắt đâu. Đó. Đúng yếm là ok ha, con này rất là pin nha anh em. Cặp bò này em quay là nhất chỉ rồi đó. Đó. Đây. Con này đích rất là đẹp. Dòng siêu xám anh em. Muối tiêu á. Này là muối tiêu nè. Đốc cái muối tiêu nè. F2 ha. Cổ thẳng rang à. Chân cẳng cái gối bự chà bá luôn anh em. Lông sắc lẻm à. Cành đuôi trên bu lưng ha. Đây là những bò em bắt nè. Đích nè. Cổ thẳng rang anh em. Đẹp lắm. Cặp bò này nó xứng dữ lắm nha anh em. Cặp này nó xứng dữ lắm. Bò này mới về tối luôn nha anh em. Cặp này 6 tháng rưỡi anh em. Cặp này giá hơi mắc tiền nha anh em. Tại vì nó đặc bò ha. Cặp này có giá là 47 triệu rưỡi nha anh em. 47 triệu rưỡi. Giá tại chuồng. Đấy. Anh em mua đủ số lượng thì em vào giao tới nhà cho anh em ha. Cổ nói chung con này muối tiêu thì anh em biết rồi đó. Cổ nó thẳng rang anh em. Cặp nãy lực nha. Tiền nào của nấy nha anh em. Nó mắc hơn cặp kia tới 2 triệu rưỡi lần nha anh em. Cặp bò này 10 nút nha. Cặp này là từ 8 nút rưỡi đến 9 nút rồi đó. Cặp này nó có khía hết trơn luôn. Nhưng mà ăn thua là do khả năng mà chủ nhà ta cho ăn thức ăn á.
cái đồ ăn thức ăn của chủ nhà. Rồi chiều cao nó cũng 1m8 luôn ha. Rồi con này chiều cao nó là 1m9. Bò này em bán cho anh em với giá là 22 triệu, 22 triệu nha anh em. Con này lưng đôi nha anh em, kem vàng anh em nè. Đó. 22 triệu, lưng đôi. Con bò này có chiều cao là 1 thước 1 nha anh em, 6 tháng rưỡi bò, trứng 6 tháng rưỡi luôn. Cặp giò nó hết biết cặp giò luôn. Cặp này thì nhất chỉ nha, 47 triệu 500. Cặp này là con này là 22 triệu nha anh em. Em chỉ còn một con một này duy nhất, clip ngày hôm qua là em bữa nay em về chỉ còn một con này duy nhất thôi. Không có cặp nào xứng, không có con nào ghép được với nó. Không biết rồi. Nè, mặt cục nè. Nè, đó, cổ nó thẳng rang ha. Đó. Lưng nó đang rụng nè. Đây, bề bản nè, bò bề bản. 22 triệu nha anh em, rất là thơm. Rồi cặp này đít muối. Cặp bò này con này chiều cao 1m. Con bò này á là 9 tấc rưỡi. Một thằng 1m, một thằng 9 tấc rưỡi nha anh em, để mở đèn lên ha. Đây, một thằng 9 tấc rưỡi, thằng 9 tấc rưỡi này rất là đẹp. Mặt cục ha, cặp giò ta rất là đẹp nha anh em. Mặt cục rất là đẹp nè, thằng 9 tấc rưỡi, một thằng là 1 thước, thằng đít muối. Cặp này có giá là hơi căng, riêng con này không là 20 triệu 500, còn con này hơi mắc tiền, con này ông anh bắt mắc tiền quá, con này về nó hơi chơi. 41 triệu anh em ơi, cặp này giá 41 triệu nha anh em, tại bò đang bò muối. Rồi đây 20 triệu 500, rất là đẹp bò, 5 tháng rưỡi. Đó, bò em còn bú, em bắt tại mẹ nó về đó, bò còn bú nghe anh em. Đây là những cái lô mà nó cầm tiền gọn, tiền gọn ha. Đó, là em mở cho anh em rồi. Vô đây là những cái hàng tiền lớn nha anh em, em nói trước vô đây là hàng 10 nút đó, trong đó thì có 3 bò lỡ. 4 con này là hàng 10 nút thì nó phải giá tiền khác nha anh em. 4 con này là hàng 10 nút, cho nên là 4 con này, những cái hàng này thì em không có cắt giá, nhát cục lửa không à. Đây, con này là 3B, chiều cao nó là 1m07 nha anh em. Cặp giò nó nè, 3B đen xì lì, đầu nó đây. Đó, lưng nè. Bò này là 6 tháng rưỡi, gần 7 tháng rồi nha anh em, cái đít nó dữ lắm. Bò này chủ nhà cắt sữa rồi về không có khóc miếng nữa. Đó. Đít như cái thúng vậy anh em ơi. Bò này đít dữ trời đấy. 3B này 3B độ. Con này là 3B độ nha anh em. Mình nói nhỏ nhỏ bò nó la. Con 3B độ này nha, chiều cao 1m07 nha anh em. Con này là chiều cao 1 thước 1. Thước 1 á, 3B kem ha. Con này nó dài như con hôm qua vậy đó anh em. Con này 9 con hôm qua 10. Con hôm qua nó dữ lắm. Con này 9 á, cũng tinh như y hệt tướng tá, có y hệt. Lưng nó lưng đôi nè anh em. Không có lưng chiếc đâu ha, vuông dứt bò đẹp lắm. Cổ nè. Cặp này giá là 49 triệu nha anh em. Chân cẳng nè, từ chân cẳng nè. Thì anh em biết rồi đó, bò 10 nút nó giá tiền nó khác, 8 nút, 9 nút nó giá tiền nó khác, còn 6-7 nút nó khác tiền nữa nha anh em. Em thì nói chung là, con bò từ 8 nút chưa lên em đó. Nó hơi nhát anh em, mới vô dây. Tướng rất là đẹp.
49 triệu nha anh em. Cạnh đuôi trên, cạnh đuôi trên đuôi lưng ha. Nó mới về cho nên là nó đứng nó khó ưa, nên em phải sửa nó lại. Đít nó đó, nó không cho mình coi cái đít quá. Cái thằng này thì cho coi đít nè, 49 triệu nha anh em. Rồi tới đây nữa, đây là một con bò một chiều cao một thước mốt cứng. Con bò này là 7 tháng. Bò này ông bạn điện xuống là con bò này nếu như mà coi mà không đẹp không trả tiền. Bò này khủng khiếp, cặp chân thẳng rang. Con này con kem hay nè, kem vàng hay, cái đầu nó nè nhức kim chỉ luôn. Nó bị lúc trước nó bị viêm da hồi 2 tháng mấy 3 tháng, bây giờ nó lành, nó lành hết rồi nha anh em. Bò này hết số luôn á, lưng nữa nè thẳng ràng anh em, cái đầu nó chập bá luôn, lưng nữa nè đó. Bò này là 10 nút nha. Bò mà cạnh đuôi trên đuôi lưng nè, đít như cái thúng vậy. Con bò này quay trong điện thoại không sướng. Anh em ra ngoài anh em xem á, anh em lại tới trại anh em xem đi, con bò này hết biết con bò luôn. Khủng khiếp cái thằng kia. Em cố gắng kéo lên sáng sáng cho anh em ha. Rồi đít dữ lắm, hết biết cái đít. Cái đít này là đít 4 tấc 4 tấc rưỡi luôn, đừng nói cổ nè, nó rang à. Anh em nuôi con bò này nữa, anh em biết cái giá trị của con bò này sao rồi đó. Con này với con này đây, một con kem đầu trụi, con này cũng bao bì kem luôn anh em ơi, cái đầu nó nè kem luôn. Con này kem, kem vàng đầu trụi này anh em, mặt nó cục nè như con bò đó vậy đó. Hai thằng cùng một tinh nè, từ cặp chân cặp cẳng này nhìn y hệt. Con này nó là chiều cao 1 thước 15 nha anh em, cổ nè ghê không. Cặp bò này em không báo giá nha anh em thích cặp bò này thì em nói trước, những con bò mà không báo giá là anh em biết giá tiền sao rồi đó. Đó nhưng mà ví dụ như tại sao người ta bán con bò dữ, ta tiền lớn tại vì người ta chơi con bò dữ. Đó nè anh em nhìn nè, nói chung là một cặp này thì nếu mà anh em bán một cặp này là hết số kể rồi. Nói chung bò này là 8 tháng mấy rồi nha anh em, cặp giò nữa nè, nó hết biết rồi, cặp này hết số rồi. Dữ thiệt, con bò này cái đít nó dữ lắm, mà nó đứng nó thụt qua đây rồi, đó, đít nó đùi vào xuống nha anh em, cặp này thì cặp bò lớn tiền nha anh em, nhưng mà em nói tiền nào của nấy nha, khủng khiếp á, bò nhìn ngoài thấy ghê lắm. Nếu anh em chơi bò độ anh em thấy bò này là anh em không chạy đó, bò này là không chạy được. Con bò này nè là cái giá mình còn chạy với con bò anh bảnh là không chạy đó, bò kế bên là không chạy bò đó, đó. Anh em thích thì alo cho em ha. Cổ nè, thấy cái cổ không, cái cổ là biết sao đó. Rút lại nè, cái dàn xề của nó nè, da bò gì đâu mà cái giò nó hết biết trời. Nó cặp này dữ trời lắm nha, quay trên điện thoại coi không hết nổi đâu. Rồi cặp đó thì không báo giá nha anh em, anh em thích thì điện nha. Đây là 3 con bò lõi chiều cao là 1 thước 2. Bò này gần 11 tháng rồi nha anh em, 11 tháng rồi, con này 11 tháng rồi nha anh em. Con bò này thì đít nó muốn muối nha anh em, nó có hai cái cục ở trên gu nó dữ lắm, hai cái đít nó sao á dữ lắm. Bò này sừng nó có sừng nè, mặt nó rất là đẹp, sợ mũi rồi đấy. Thì bò này là bò đó có dỗ rồi nha anh em, bò này là ăn cháo rồi, cho nên là anh em nào bắt về là mình cho nó vô cháo luôn đó. Oh.
Con này từ đây tới Tết xuất. Rồi tiếp theo đây, một em nữa. Ây da, sao tự nhiên tắt vậy? Rồi sắp hết pin luôn rồi anh em ơi. Rồi cặp này á là một cặp luôn, em tính cặp đi. Tại hiện tại sắp hết pin này. Con bò này lông xoát kem vàng, rất là đẹp. Chứ giờ cái đèn nó không cháy. Cặp giò nó nè, cặp giò cối anh em ơi. Cặp giò nó như cây cột vậy. Anh em bò này là thước 2 nha, con nào cũng thước 2 chân nha anh em. F2 cổ phát rang cái lưng nè. Lưng phề không à, con nào cũng lưng phề chứ anh em ơi. Con này thì chưa xóa mũi. Đích dai là khỏi bàn đi. Rất là đẹp. Đó. Con này nữa, con này kem trắng. Kem trắng nha. Lông sát. Cổ rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ tối rồi. Cái mặt nó rất là đẹp nha anh em. Anh em thích thì alo với em ha, ban bò lỡ này ha. Ban bò lỡ thì tiền nó phải khác rồi. Bự mà. Đó. Cặp này nó xứng nè, có con này nó hơi bự chút nè. Đó. Đầu nó nhóc lên, bò này rất là đẹp. Để ban ngày em quay kỹ lại. Kỹ ban bò lỡ này cho anh em ha. Thông cảm ha. Tại cái đèn năng lượng bây giờ nó không cháy anh em ơi. Còn sáng nó chưa cháy, phải cháy lên mình coi cho nó kỹ nó dễ. Rồi ok, nếu như mà anh em nào mà gần hoặc là muốn coi trực tiếp á thì mai chạy xuống chạy em đi ha. Mình coi cho nó kỹ, ban bò lỡ này nói chung là đẹp lắm, ngon lắm. Nói chung là chạy ít bắt bò lỡ nhưng mà bò thì bắt là bò ngon không đó. Chứ không bắt bò bậy đâu ha. Theo mình quan sát. Rồi ok, một lô này về là khá là nhiều. Cho nên là nhiều bò lắm nha, mười mấy con là anh em thích thì đến chạy ha, chọn lựa. Mà nếu anh em nào mua quen thì cứ bấm điện thoại điện alo. Rồi được, thì chốt lại cái điện thoại. Đó. Ok, em xin chào anh em nhé. Hẹn anh em lại cái video sau. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ trại bò Thanh Tĩnh ha. Ngày nào cũng có bò đẹp bò độ về cho anh em ha. Đi mua từ nhà dân thì nhiều khi anh em hỏi à cái giá trung bình dao động bao nhiêu một đầu dân nữa. Tại vì á ăn thua là do quy định của nhà dân anh em. Vô con bò đó nhiều khi nó kêu cũng may gió, mình thích thì mình mua thôi. Đó. Nó như vậy đó anh em. Cho nên là cái giá này nó dao động bất thường lắm. Rồi ok, từ vô đây nè. Đây vô đây là những cái hàng lớn tiền. Còn đây hàng ngoài là hàng vừa tiền. Đó. Mà em thì anh em biết rồi đó. Con bò em bơi lên thì anh em biết rồi đó. Không có bò xấu đâu. Rồi. Vậy là em xin chào anh em. Hẹn anh em lại cái video sau.